Lạy Chúa, xin thương nhận lễ vật chúng con dâng mà biết ơn tới Chúa là cho thiên sa quý vị thuyết văn và cho vinh quang của mấy con Chúa. Xin nhờ những cao cả lòng từ ái người, chúng con được liên kết với nhau, mời học sâu bài trì muôn đời. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con vừa cử hành bí tích vừa qua, để cầu cho con đón Chúa là cho danh sang những thị tuyết vân. Chứ con là xin Chúa cho con đón Chúa được vào nơi ngày ấm sáng và bình an. Chứ con cầu xin đời tin câu Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, trước lúc chia tay, chúng ta hãy cùng chào người chị em chúng ta. Chớ chi lời từ biệt mà chúng ta nói lên lần cuối nơi đây, diễn tả được lòng yêu mến, xoa dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm cẩn trông của chúng ta. Vì chân, có ngày chúng ta sẽ vui mừng gặp lại người chị em chúng ta trong tình thân mật, nơi mà tình yêu của Chúa Kitô đứng chiến thắng mọi sự sẽ vinh viên vượt thắng chính sự chết. Thân quyền thể
dâng lời cầu nguyện cho linh hồn thân yêu của chúng con. Chúng con tin tưởng rằng nhờ vào tác phong từ của quý cha và nhờ vào lời cầu nguyện của quý vị, Chúa sẽ thương tha thứ mọi lỗi lầm và cho người thân yêu của chúng con sớm được hưởng nhan cảnh Chúa. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý tổ chức đạo đời chính quyền địa phương, xin chân thành cảm ơn quý anh chị ca đoàn xứ đã hát phục lòng phục vụ thánh lễ. Xin cảm ơn anh em đội kèn đã nhận lời mời đến phục vụ để tang lễ thêm phần trang trọng. Sau cùng chúng con nguyện trên Thiên Chúa đổ tràn muôn ơn lành và cả công bồi hồng cho quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể quý vị, toàn thể tăng quyến chúng con xin cúi đầu tại tạ.